Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chiến Tài Mobile, cũng như đã đến với kênh YouTube của Chiến Tài Mobile, lại là mình đây. Thông thường thì các bạn phải bỏ ra số tiền loanh quanh tầm là 100 cho đến là hơn 200 nghìn đồng cho một sợi cáp C2 Lightning đúng không? Tuy nhiên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người một combo sạc nhanh cho iPhone, sạc nhanh cho điện thoại Android. Tuy nhiên mức giá của nó chỉ có 180 nghìn đồng, các bạn đã có cho mình một củ sạc nhanh và các bạn đã có cho mình một sợi cáp C2 Lightning ở đây. Cụ thể thì đây chính là combo sạc nhanh đến từ thương hiệu Remax và nó sẽ có tên là U37. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đánh giá về sản phẩm này nhé. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào mà muốn mua cái sản phẩm này thì có thể tham khảo ngay tại Chiếm Tài thông qua đường link ở phần mô tả video. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Ok, thì đầu tiên thì mình phải nói qua một chút về cái phần đóng hộp của cái sản phẩm Remax U37 này. Thì mình thấy rằng là cách đóng hộp của nó hơi khác so với những sản phẩm trước đây mà mình đã từng review. Thế nên khi mà lột được cái sản phẩm Remax U37 thì mình đã xé luôn cái phần vỏ hộp rồi. Nói chung thì cái hộp vỏ hộp của nó đóng gói khá là đơn giản thôi. Ở đây các bạn sẽ có cho mình hai sản phẩm chính. Một là củ sạc Remax U37 và hai là một sợi cáp Lightning. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái sợi cáp Lightning này trước. Thì đây là sợi cáp dành cho những dòng iPhone hỗ trợ công nghệ sạc nhanh như kiểu là iPhone 8 trở lên. Như kiểu là iPhone 8, iPhone 8 Plus, rồi iPhone 11 series và iPhone như là iPhone 12 series. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn dùng nó để sạc cho những đời iPhone thấp hơn như kiểu iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, vân vân và mây mây thì vẫn có thể sạc được một cách ngon lành. Các bạn sẽ có cho mình cái tiêu chuẩn sạc là đầu C này và các bạn sẽ có đầu ra ở đây là đầu Lightning. Và chiều dài của nó thì sẽ có chiều dài loanh quanh tầm là 80cm các bạn ạ. Nói chung cũng là một cái mức độ dài ở cái mức là vừa phải, không quá dài. Thì đây là một cái sợi cáp mình thấy rằng là cái sợi cáp của nó rất là to bản và đây là một sợi cáp khá là cứng. Thế nên là cái khả năng chống rối của nó khá là tốt. Mình có vò lại như thế này đi nữa thì nó cũng không thể nào mà rối được các bạn ạ. Nói chung thì đây là một cái sợi cáp mà mình cảm thấy rằng là hoàn thiện ở cái mức là trung bình thôi. Tuy nhiên thì nó được cái là rẻ cơ mà, và cũng như là hỗ trợ sạc nhanh cho những dòng điện thoại iPhone. Còn đến với lại cái củ sạc này thì sao? Thì mình thấy củ sạc này thì nó tương đối là nhỏ gọn các bạn ạ. Và đây là một cái củ sạc có chất liệu hoàn thiện vỏ ngoài từ chất liệu là nhựa PC ABS. Và các bạn sẽ có ở đây là hai chân kết nối bao gồm một cổng Quick Charge 3 hỗ trợ nguồn ra là 18W, cũng như các bạn sẽ có cho mình một cái cổng PD ở đây hỗ trợ nguồn ra tối đa cũng là 18W luôn. Và các bạn sẽ có cho mình cái phần sạc hai chân dẹt ở ngay bên dưới và một số thông số kỹ thuật của nó ở đây, ví dụ như là nguồn ra cho USB Type-C là 18W và nguồn ra cho USB A là 18W. Và bây giờ thì mình sẽ nói về cái công nghệ sạc đang có trên cái sổ này. Thì đầu tiên với sản phẩm này, khi mà chúng ta dùng với một cổng C thì nó sẽ hỗ trợ công nghệ tối đa lên đến là 18W và nó sẽ hỗ trợ cho mình công nghệ Quick Charge cũng như là PD. Thế nên là nếu như bạn dùng cổng C này để sạc cho chiếc iPhone của mình thì nó vẫn có thể sạc ngon lành được cho tất cả các dòng iPhone từ iPhone nhỏ cho đến iPhone lớn. Nhưng mà lưu ý rằng với những đời iPhone đời cao từ iPhone 8 trở lên thì nó mới hỗ trợ sạc PD nhá. Đó, thì mình thấy rằng nó khá là tiện lợi. Cùng với đó thì các bạn có thể dùng cái cổng cắm này để có thể sạc cho những thiết bị đến từ nhà Pixel như là Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4, thậm chí là Pixel 5 thì cũng có thể dùng được với lại cái cổng cắm Type-C này. Và đại đa số những thiết bị hỗ trợ cho mình công nghệ sạc nhanh PD và công nghệ sạc nhanh Quick Charge thì đều dùng được nó nhá. Còn với cổng GPA thì nó sẽ hỗ trợ cho mình công nghệ sạc nhanh là Quick Charge 3. Thế nên là nếu bạn muốn dùng nó để sạc cho những thiết bị như là LG, như là Xiaomi, vân vân và mây mây thì nó vẫn có thể sạc được một cách ngon lành và công suất tối đa của nó lên đến là 18W. Đó là khi mà chúng ta sạc một trong hai cổng này thôi. Còn nếu như các bạn sạc kết hợp hai cổng thì cái tổng công suất của nó sẽ là 5V 3A chia đều cho cả hai cổng. Thế nên là công suất sạc cho mỗi bên của nó chỉ loanh quanh tầm là 7,5W. Thì các bạn nên lưu ý về điều này. Nếu như bạn muốn sạc nhanh thì chúng ta chỉ nên sạc một cổng mà thôi nhá. Rồi, và như vậy trong video này thì mình đã chia sẻ về cái sản phẩm, đó chính là combo sạc cáp đến từ thương hiệu Remax. Nó chỉ có mức giá 180.000 đồng, nhưng các bạn đã có cho mình một sợi cáp C2 Lightning, các bạn đã có cho mình một củ sạc với hai cổng cắm Type-C, Zigbee hỗ trợ hai công nghệ sạc nhanh là Quick Charge 3 cũng như là PD. Vậy thì bạn nghĩ gì về cái sản phẩm này và liệu rằng là có mức giá 180.000 đồng các bạn đang muốn tìm cho mình một cái bộ sạc có mức giá rẻ, chất lượng ổn áp thì bạn có lựa chọn nó hay không, hay là các bạn sẽ bỏ ra số tiền tầm 400-500 nghìn, 700-800 nghìn hay thậm chí 1 triệu để mua những bộ sạc đến từ những thương hiệu nổi tiếng hơn như là Xiaomi, Anker hay là bộ sạc chính hãng Apple chẳng hạn. Thì đừng quên để lại cho Chiếm Tài Mobile một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Và đương nhiên rồi, những bộ sạc chính hãng từ giá rẻ cho đến là cao cấp thì bên mình đều có bán. Thế nên bạn có thể tham khảo ngay tại Chiếm Tài. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.